Phố lên đèn, mình lại lên đồ anh em ơi. Đây bị chiều tối rồi anh em ạ. Đây này, giờ mình lại ra bắt đầu thả lưới với cả là cắm thêm 200 lưới hú anh em ạ. Đấy, giờ cắm xong 200 lưới hú thì bắt đầu mới ra thả lưới. Cái đèn này bắt cọc rồi anh em ạ. Cái này mất đoạn bờ đất này phải lội anh em ạ. Mưa suốt từ hôm thứ sáu, hôm nay thứ ba bắt đầu mới nắng ráo lên, bắt đầu mình mới đánh hú đây. Cái dòng hú này phải nắng ráo lên bắt đầu nó về nhiều mà. Đấy, mình thấy anh em báo về cho mình là bắt đầu từ hôm qua bắt đầu là có hú bay rồi. Là mình hôm nay mình bắt đầu mới đánh. Mình cắm hai bên đây anh em ạ. Đây này, cắm bên rễ này mới cả bên rễ này, ở giữa làng cây mình đặt no luôn lên cây anh em ạ. Đấy, mưa bắt đầu bước vào hè đấy anh em. Và khi con tôm hú gọi bầy, lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần đấy anh em ạ. Đấy là báo hiệu một mùa tôm hú đến đấy. Bây giờ bắt đầu mình chuyển anh em nhá. Ruộng này đầy bèo tấm ra anh em ạ. Đấy. Bèo lại vớt cho cá giống ăn thì thôi. Nhanh nhớ lắm anh em. Sáng ra mặc ổng ra gỡ chim thôi, đúng không nha. Đấy, tiếng hú này thì mình đánh cách xa tiếng chích khoảng tầm 100 mét anh em ạ. Nên nó cũng hơn 100 mét gì đấy, nên nó cũng không ảnh hưởng gì đến tiếng chích của mình. Đánh hú ở đây cũng cách xa dân lắm anh em, cũng chả ảnh hưởng gì tới dân đâu. Ồ, nhiều chỗ anh em đánh gần dân quá thì cũng không tốt anh em ạ. Đấy, tại vì là tiếng hú này nó kêu to đấy. Cứ đánh cách xa dân ra một tí anh em ạ, cho đỡ người ta đỡ nói linh tinh anh em. Đấy, cây vừa vừa này lại ngon anh em. Quay lưới được qua được mặt cây. Đấy, chim vào cái là nhấc lốp luôn anh em ạ. Ba bốn bọng thôi anh em ạ. Đấy, tại vì hú nó về nó toàn tập trung vào những cây này hết thôi mà. Tối mình ngủ ngoài đồng này là bắt đầu thấy hú kêu hết rồi. Là đánh là được hết rồi anh em nhá. Đấy, vừa mưa xong nữa. Đấy, vừa mưa đầu mùa xong nữa. Bây giờ hú bắt đầu đi mạnh này anh em này. Đang vào đợt trăng đỏ nữa anh em. Nay nằm 19 hay là 20 âm lịch mà. Bây giờ mình chuyển tiếp một treo nữa bên này đây anh em. Đây là bên này nữa, chạy thẳng tới xuống kia. Cũng như treo này. Loa mình đặt được cây cao nhất đây. Đấy, thế là tối nay thế là quất thôi, đúng không anh em? Đây, nèo của mình tít đây mà anh em, đấy. Chích mình đánh ở chỗ này, quốc đồng mình đánh chỗ này. Quốc đồng với cả hú mình đánh gần nhau anh em nhá. Chân nhìn như là mình chân nhìn với cả mắt đỏ thì mình đánh chỗ này với cả chỗ này. Đấy anh em ạ, mình bố trí. Anh em cứ bố trí như nào đánh nó thoáng thoáng tiếng nhau một tí anh em nhá. Đừng đánh tiếng nó ríu rít vào nhau quá, nó đâm ra thành loạn tiếng. Tối nay là mình quất luôn hú hủy diệt của năm 2022 anh em ạ. Đấy, quất luôn tiếng mới đánh cho nó tít anh em. Mọi tiếng chim mới của năm nay thì mình vẫn đang để cho anh em đánh anh em nhá. Đấy, số điện thoại của mình là 0969 254 964. Tiếng cà đồng rồi là tiếng chích rẽ. À, tiếng chẳng nghịch bắt đỏ. Nhiều anh em điện cho mình bảo là thi thoảng thấy máy bận. Đấy, thì chắc là lúc đấy là mình đang đi gỡ chim đấy anh em ạ. Đấy, nếu mà mình không nghe được thì anh em nhắn tin lại cho mình. Hoặc là cứ điện 1-2 cuộc gọi nhớ thì mình biết mình sẽ gọi lại. Hoặc là mình biết thì mình sẽ nhắn tin lại anh em ạ. Tối ra đồng nằm thỉnh thoảng anh em điện đến nói chuyện vui phết anh em ạ. Đấy.
Sao này của mình là sao 5 mét hết đấy anh em ạ. Đấy, cao tút luôn. Đánh qua ngọn núi mà anh em. Tôi hú vào thì nó dễ dính lắm anh em ạ. Đấy, tại vì là chân nó ngắn đấy anh em. Nó không như là không đạp lưới như là chích với cả gà anh em ạ. Đấy. Nên lưới bình thường vẫn đánh được bình thường anh em nhé. Không cần lưới ngon hẳn. Riêng cái dòng tù hú là thế. Gà cơ mới cả chích cơ mới cần lưới ngon hẳn để đánh. Tại vì dòng đấy nó hay đạp lưới mới cả nó hay trèo. Mình phòng lúc mình ngủ quên thôi. Sợ nó vào nó mình không biết đấy. Lúc nó vào mình không biết đấy. Nó lại đạp ra mất thôi. Nên phải dùng lưới ngon anh em ạ. Cái dòng hú này thì lưới bình thường vẫn đánh được bình thường. Đấy, cắm xong rồi anh em ạ. Đấy, cắm hai mặt cây luôn anh em nhá. Đây, mặt bên này mới cả mặt bên này luôn. Tối mình đặt loa ở cây giữa này. Cho loa lên tầm lưng lửng cây này. Tầm giữa giữa cây mà. Tối hú vào chỉ cần nhấc lốp anh em ạ. Đấy. Gà bến bảng ở đây cũng dính hết anh em, đúng không? Gà bến bảng ở đây là nhấc lốp hết. Tầm này của mình vẫn chưa thấy gà kêu cơ mà anh em. Gà đồng kêu. Đấy. Gà năm nay về cũng muộn anh em ạ. Ngày tối một loa mình quay thẳng vào trong núi luôn anh em ạ. Gọi chim từ trong núi nó ra nữa. Hú mình đánh ở đây anh em ạ. Đấy. Còn chích chung các thứ, cuốc cùng các thứ gà đồng. Mắt đỏ cho nghịch mình đánh chỗ phạm vi này. Đấy, mình đánh chỗ đoạn này. Đây phạm vi này anh em ạ. Đấy. Chiều tối rồi anh em. Mai này nắng to lắm rồi này. Đấy. Cái đợt này miền Bắc của anh em mình là bước vào đợt chớm hè rồi này anh em này. Là từ bây giờ đổ đi sẽ nắng liên miên này này. Gà đồng là tô hú là chích rẽ. Là trăng nghịch mắt đỏ. Là sẽ đi rộ anh em nhé. Anh em chú ý để đánh nhé. Cái thời điểm này này anh em này. Đấy, thời điểm cuối tháng 3 âm lịch như này. Là tất cả con chim sẽ đi rộ đây anh em ạ. Mình sẽ cập nhật tình hình để cho anh em đánh nhé. Mấy ngày vừa rồi chỗ mình mưa đồng nổi nước luôn anh em ạ. Mưa to, đồng nổi nước luôn. Thế mà sợ, thế mà cũng tối đấy anh em ạ. Cắm lưới xong là bắt đầu về lấy loa đài xong, đánh xong là cũng tối đấy anh em. Bây giờ tầm gần 6 giờ rồi anh em ạ. Đánh xong là một thằng về ăn cơm anh em ạ. Lại cầm cơm đây để ăn anh em ạ. Là mình đi thả lưới đây mà. Hôm qua tầm 10 rưỡi đêm qua đấy, mình đang ngồi đầu này hút thuốc anh em. Chim nào vào cái mà giật cho mình anh em ạ. Chim nào vào cái mà chuông nó rung đấy. Nó nào gần cọc rung to khiếp người anh em ạ. Đấy, nếu mà đang ngủ say phải tỉnh dậy luôn đấy. Lào nằm choạng cái mà. Mình tưởng là con gì đậu trên đầu cọc là nó bay đi. Giật hết cả mình. Kêu to lắm anh em. Có anh em gà đồng đã về nhiều chưa anh em? Chỗ mình vẫn chưa thấy đâu anh em ạ. Chắc là muộn nhất tầm cuối tháng này là bắt đầu là có gà đồng về thôi mà anh em. Đấy, gà đồng nó về theo lúa. Mới cả là về theo thời tiết. Nó phải lắng lóng, bắt đầu là mới có gà đồng về nhiều. Gà đồng với gà tô hú. Chích nữa. Cái dòng lắng, lắng tây lam đấy lên đấy anh em. Và chính hè đấy. Lắng tây lam đấy. Gà đồng chảy mỡ đấy. Lúc ấy bắt đầu là chích chung các thứ gà đồng về đánh nó mới sướng anh em ạ. Đánh xong là tối mịt luôn đấy anh em. Đấy, thời tiết tối này đẹp lắm. Tại vì nó mưa mấy ngày đấy anh em. Thế là hôm nay bắt đầu nó lắng lên rồi. Là tối nay bắt đầu lỗ này anh em này. Bắt đầu vào đợt trăng tối thì mình bắt đầu mới đánh trăng nghịch mẹ. Mắt đỏ. Bây giờ mình tối nay mình đánh nhát hoa. Nhát hoa tối hôm qua mình được gần chục con. Tối hôm kia đấy mình được gần chục con nhát hoa. Còn bây giờ từ 20 đổ ra thì bắt đầu là mình mới đánh trăng nghịch mắt đỏ. Tối rồi đấy. Còn thời điểm này là cứ tập trung vào mạnh nhất là con hú. Đây là con chích rẽ cuốc đồng. Thế thôi anh em ạ. Cuốc đồng từ hôm đánh trưa hôm nào mình móm anh em ạ. Ít nhất là 2 con. À, ít nhất là 1 con.
Nhưng mà cuốc đồng thì mình đánh chỗ này anh em ạ. Cuốc đồng mình vẫn đánh một chép một phóng từ trước giờ mà. Bật tiếng nó cứ êm êm thôi, không cần to tiếng quá đâu anh em nhé. To tiếng quá cuốc đồng nó cũng không thích to quá. Hôm nay mình là mình đánh vẫn hai tiếng trích. Đấy, một tiếng cuốc đồng, một tiếng tù hú, một tiếng nhát hoa. Vậy thôi anh em ạ. Đấy. Đánh 3 4 loại thế thôi. Hôm nay lổ phát. Đây làm phát vỡ trận trích cho anh em xem cho sướng. Đó này thời tiết đẹp đẹp cho con trích với cả con hú lắm anh em ạ. Thời tiết đẹp lắm. Trong khi nào thời tiết mà trong người mình cảm thấy thoải mái đây anh em ạ. Đây là như hôm nay này, thời tiết là vừa mưa xong nắng lên này, trong người rất thoải mái anh em ạ. Là con chim nó cũng thế thôi. Rét mướt 1-2 ngày đây anh em. Đang bắt đầu nắng ửng lên như này này anh em này. Con chim nó tắm táp được rồi, xong là tối bắt đầu nó bay mạnh. Đánh thời tiết như thế sướng lắm anh em ạ. Đúng như thời tiết như hôm nay này, trong người cảm thấy thoải mái này, là con chim nó cũng cảm thấy thoải mái anh em. Mình đen đang giữ con gì ở bên sông kìa anh em kìa. Chỗ này là mình đánh tiếng trích anh em ạ. Thẳng loa trích lên, treo cái chuông luôn. Cho con nào nó máu chín nó lao thẳng vào loa thì lao thẳng cả vào chuông luôn anh em ạ. Chiếc thủy diệt thì mình đánh chỗ này anh em ạ. Đấy, trung tâm luôn. Bên đầu này là ruộng bỏ hoang. Nằm muỗi quá anh em ạ. Bao nhiêu muỗi. Hú này mình đánh bằng hai toa một chép anh em ạ. Gọi cho nó xa, gọi cho nó tít luôn. Đánh hai toa một chép luôn.
cây luôn anh em ạ. Hú về là chỉ có dính cửa luôn. Đánh nốt loa này là xong rồi anh em ạ. Đánh nốt loa chiếc này là xong rồi. Thế mà hơn 7 giờ đấy anh em ạ. Đấy. Tí anh hay là mày về ăn cơm? Quay đi quay lại cụ rơn đã. Cụ rơi đã ở trên lưới rồi anh em ạ. Tí nữa thì nhai mất dây diềm của mình. Một cháu. Ui lại trích này anh em này. Mấy ông này. Trích lượn ra cả đây này. Làm 3 chích đã. Chống móm đã. Ui một hú nữa này. Tôi không biết quay đâu. Mấy ông xem thì đừng có chê nhá. Đấy. Làm 3 chích một hú đã. Chống móm cho chào buổi sáng tất cả anh em nha. Sáng rồi đây anh em ơi. Đây, mình dậy bây giờ bắt đầu đi soi chim đây. Miệng Vinh đen hôm qua đuổi chim bây giờ vẫn còn phê anh em. Đang ngồi ở trong lều này anh em này. Đang ngồi trong lều mình điện thoại. Dậy thôi, đi. Làm vòng chuyền đi. Bây giờ mình bắt đầu thu loa đài lên. Nó bắt đầu là cho lưới lên để cho người ta cho ngỗng ra nữa anh em ạ. Đây, để bây giờ lát mình sang đồng gỡ anh em nhá. Đây, mình sang bên đồng gỡ này. Để cho Minh Đen nó ở đây nó gỡ với cả nó thu con này yên này. Đây, bên này thấy 2-3 con dính không biết là con gì anh em ạ. Đây này, bên này một con này. Bây giờ trên này một con nữa anh em ạ. Đây này, đấy. Đấy, 2 con dính rồi. Hôm qua đuổi chim phê phết anh em ạ. Đấy. Hôm qua đường này chim đi. Từ đầu vụ hôm qua bắt đầu với từng ngày chim đi anh em ạ. Đấy, hôm qua đuổi phê phết. 4:30 là sáng mình gỡ hết rồi. Bây giờ mình sót lại con nào sáng hẳn ra này mới chuyển cánh thôi. Hú hôm qua lại không được anh em. Hôm qua mình có một con hú thôi. Nhưng mà bù lại là lại được ít chích anh em. Hôm qua mình được gần chục chích cơ mà. Nên là được vài con cút đồng. Bây giờ đi xem là còn con nào sót lại nữa, còn con nào bốc lên không anh em nhá. Trên này mới dính một con nữa này anh em. Đấy, con này là con cò anh em nha, con này là con cò anh em.
Ngày hôm qua tối mình đánh ở bên đồng này anh em này. Rồi, còn tí trước mình đánh chỗ này này. Đấy. Hôm qua mình lội sang đồng gỡ mấy lần, lần nào cũng được 1-2 con chích anh nhỏ. Buồn cười thật. Này, đấy. Nó toàn đâm những cái chỗ như này thôi anh em này. Đây này. Đấy. Ai không biết là tưởng là đâm vào loa nhát hoa đấy. Nhưng mà chim nó về từ hướng đây nha anh em ạ. Đây này. Chim nó về từ hướng đây là nó thấy mặt nước sáng này anh em này. Đấy là nó tiếp luôn ở dưới đấy. Đấy. Một tiếng là mình đánh ở bên này. Đấy. Trong đêm gỡ mấy lần rồi anh em ạ. Bây giờ còn con nào nó chuyển cánh thì chuyển cánh nốt thôi. Mình đèn tắt lo hú ở bên kia. Mình sang đây mình gỡ bên này. Con này con to anh em. Có lửa. Con này con có lửa anh em ạ. Mình phải treo cánh này vào nó mổ. Tối qua mình về đi đám tầm 10 giờ 10 rưỡi mình ra đây mình ra này lập công anh em ạ. Ra đây mình ra đây được 3-4 chích rồi. Giỏi thật. Chích hôm qua đi sớm sớm như thế biết ngay là hôm nay lỗ chích anh em ạ. Thời tiết hôm qua đẹp như thế cơ mà. Đấy, mưa xong là bắt đầu lại lắng lên. Đánh sướng thật. Hú lại không được. Hú lại được có mỗi một con. Móng chân dài tuốt. Sẽ đồng này nuôi cảnh hay phết anh em ạ. Giác con hú lội có thấy chích bay trên đấy không? Đấy một con. Thấy một con à? Hôm qua gỡ bên đồng này. Đêm qua gỡ bên đồng này bao nhiêu thế mà sáng ra con nội không thấy bay. Tưởng sang đây nội thấy con nào bay thì quay cho anh em xem luôn. Mà sáng ra nội không thấy con nào bay anh em ạ. Đêm qua về là dính hết luôn đấy anh em. Mình bắt chim cho anh em xem một tí rồi mình về đây. Đó, cả đêm rồi anh em ạ. Cả đêm thức giữa chim rồi. Hôm qua mình lại nổ ít chích anh em. Đấy. Mình được gần chục chích. Mình cả được 3 cuốc đồng anh em ạ. Ba cuốc đồng. Mới cả hôm qua được có một con hú đâu. Qua thời tiết đẹp thế mình tưởng lỗ cá chích với cả hú thì ngon quá. Hôm qua lỗ mỗi chích anh em. Mình đoán không nhầm luôn. Lỗ mới chích nhát hoáng được có một con. Toàn cứ được ở bên ruộng thôi anh em ạ. Đa số được ở bên ruộng. Được 4-5 con bên ruộng. Toàn chích to rồi nha. Anh em. Béo múp luôn. Toàn chích béo múp anh em. Nhát hoa này anh em này. Ê, nhát hoa cái anh em ạ. Con này nhát hoa cái. Đấy, to tướng này anh em. Đợt này cuối trăng này bắt đầu lổ mới ác này anh em này. Đợt này cuối trăng này lổ cả chích cả hú luôn.
lâu lắm rồi mới được cầm mẹ trích đỡ đã tay này anh em này. Đúng cái đợt chắc đỏ đánh sướng thật anh em ạ. Chìm trích anh em nha. Đấy, quả trích to thôi anh em ạ. Chìm thấy quả này nha anh em nha. Thành quả của anh em mình nha, cả đêm này. Lúc mình về đi đám ra phát làm giải đen nó được 3-4 trích rồi. Mình biết ngay là trong đêm lổ trích mà lại. Đó, thì đều ra lại chuồn đây. Hôm nay cái bảo là hôm nay báo vẫn báo nắng, thời tiết báo nắng bình thường đây. Mà bây giờ là đang nhiều mây quá anh em. Hôm nay chú bảo có nắng không? Nắng gì? Nắng. Đó là không mưa đâu. Mưa sao thì nó báo thì chuyện thời tiết là báo nắng to. Tí chim to đùng luôn với trận anh em nhá. Đấy, chúng mẹ chim đậm luôn anh em ạ. Đấy. Chúng mẹ trích đậm luôn. Đấy. Được chưa anh em? Bây giờ mình về đây anh em nhá. Đây là tập 5 của đồng mới anh em nhá. Đấy, anh em xem video thì nhớ like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tháng 3 mấy chim đêm buổi chiêm của mình nhá. Rồi, kết quả đây anh em ạ. Mình đoán là vài hôm tới là sẽ chắc chắn sẽ lổ hú luôn. Lổ hú với cả lổ trích trong vòng cuối tháng 3 này anh em ạ. Bye bye nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Rồi. Mình đi ăn chào anh em cái về nào. Ok, bye bye, chào tất cả anh em nhá. Rồi, chuẩn đây anh em ạ. Thu đốt đồ là chuẩn đây nhá. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.